Đây, xin chào anh em. Mình đang ngồi bên cạnh một cô ở Quảng Bình. Là cô năm nay 64 tuổi rồi, nhưng mà cô đang trông coi chiếc ghe 25-26 mét mà rộng tầm 8 mét. Ủa, lộn, cái tầng la phong của cái pin nè, họ đóng cách điệu, cách tân, cách chỉ, rất là đẹp. Dở sợ không anh em? Mà cô không chỉ coi chiếc ghe này mà cô coi hộ cho mấy chiếc ghe cháu ở gần này luôn hả cô? Đó, là mấy chiếc ghe này là cô coi hộ và cứ 2-3 ngày là cô qua cô mở chìa khóa, cô đờ máy bơm nước một lần nữa. Anh em thấy dở sợ không? Từ ở Quảng Bình thì cô di chuyển vô Đà Nẵng là khoảng tầm 300 cây số. Đó, một quãng đường cũng khá là xa. Mà cô phải vô trong này giữ ghe, chừng nào mấy anh em ngồi đó đi biển họ vô chứ họ không đã. Dạ. Như thường thường cô vô đây cô giữ là giữ tầm mấy ngày cô? Có khi 10 ngày, có khi chứ đấy là 19 ngày. Là bữa giờ 19 ngày chưa đi biển hả? Thường 15 ngày. Thường 15 ngày, 10 ngày, 7 ngày tùy theo đó. Là lần đi biển kia là nghỉ nhiều vậy hả? Đi biển về sớm giờ mua chứ về sớm. Dạ dạ. Như đây là bữa giờ là bao nhiêu ngày cô vô cô giữ ở đây bao nhiêu ngày rồi? Vô ngày mùng 2. Mùng 2 bữa nay 9 ngày rồi. Có định có 7 ngày rồi, có định khi nào anh vô đi biển lại không? 18-19 vô cô vô giữ bữa mùng 2 mà bữa nay mùng 9 rồi là 7 ngày rồi. Nè mà mùng 18-19 mấy anh mới vô đi biển là cô giữ phải tầm gần 20 ngày. Dở sợ không anh em? Cô giữ ghe tầm 20 ngày. Cô năm nay 64 tuổi rồi hả cô? Dạ. Vậy là một đa phần là mấy anh đi biển là mấy anh vô trong cảng Thọ Quang này hay là mấy anh có đi nhiều tỉnh khác nữa không? Trong của Thọ Quang đi rồi lại về Quảng Bình rồi. Quảng Bình cho anh không có đi vô trong miền Nam hả? Không có miền Nam, đoàn này không có miền Nam. Đi đoàn này đi ra Huế hoặc cái Tung cái Việt thôi. Đoàn này là làm từ vùng Đà Nẵng làm ra thôi chứ không có làm vô trong miền Nam. Có một đoàn ghe cũng giống như mình vậy nè, mà ở trên nó có cái tầng lầu lồng cu ở trên, nó làm vô miền Nam, cũng ở đoàn ghe đó cũng ở Quảng Bình luôn. Không phải ở Quảng Bình mà ở Thanh Hóa chứ? Thanh Hóa cũng có mà Quảng Bình cũng có cô. Dạ, con quay ở trong Nha Trang, trong Vũng Tàu con còn gặp cái đoàn mình chụp của Quảng Bình. Dạ. Đó, cô 64 tuổi mà cô giữ ghe ở trong Đà Nẵng này tầm tới 19-20 ngày luôn anh em. Vậy có nghĩa là từ bữa giờ là mưa gió tơi bời là cô mà ở đây hẳn luôn á. Từ bữa giờ mấy bữa trước là động gió gơ gớm lắm. Mưa gió tơi bời ở khu vực này luôn là cô ở hẳn khu vực này cô giữ ghe luôn. Ủa vậy mấy cái đồ chợ là sao? Mấy cái đồ chợ là cô vô cô đi chợ hay sao? Không, con đi trên đấy thùng đá đây ăn. Thùng đá đây ăn. Ăn sao đủ chục rưỡi ngày không? Đủ không đủ thì coi như gửi sau. Dạ. Gửi sau. Dạ. Ok, cảm ơn cô. Con đi quay tham quan ghe vòng nha. Không kiếm thôi.
Đó, anh em mình đi quay tham quan một vòng về tàu ghé của cô cho anh em xem. Tàu ghé của cô là dài 25, tầm 25 mét nhưng mà nó rộng tới 8 mét luôn anh em. Đấy. Đấy, anh em thấy cái độ rộng của tàu này, mình đi thẳng tới trước mũi. Mình quay về cái con tàu này cho anh em xem. Trời ơi, mình lên cái con tàu này là mình thấy cô giữ ghe thì giờ mình không có còn cái cảm xúc mà gọi là quay nhiều về cái con tàu nữa, mà giờ mình đổi qua cái chiều hướng là quay về cô là chính. Bồ cô giống như là một cái người hùng luôn anh em. 64 tuổi mà cô đi 300 cây số cô vô trong này đó. Rồi cô giữ ghe tầm 20 ngày rồi cô mới về. Đó. Đó, mấy anh đi biển là mấy ảnh về nhà. Mấy anh về nhà rồi mấy ảnh nghỉ ngơi ha, nghỉ ngơi cũng không có vô hẳn thăm ghê luôn. Đó, gieo cho một mình cô luôn. Đó, tàu ké 26 mét nè anh em. Làm ngờ mạnh chụp của Quảng Bình. Đấy. Trời ơi, một mình cô mà cô không những là giữ chiếc ghê này anh em, mà mấy chiếc ghe bên cạnh này, ghe tầm là 25-26 mét không là cô cũng giữ hộ hết luôn. Là nguyên một cái bè ghe mình chụp này đó là tầm chục chiếc, là chỉ có hai cô giữ thôi. Đó là một cô giữ chủ của chiếc ghe này đó, và một cô là 62 tuổi là cùng với cô là giữ hết 10 chiếc ghe mình chụp này luôn. Là mấy chiếc ghe này là ghe của con cháu cô không à. Đó, nói quay cho anh em xem mấy cái dàn cảo của ghe mình chụp này, mấy ghe mình chụp lớn lớn đó. Nãy giờ mình đi đợi mấy ghe mình chụp mình lớn lớn đó, là nó thiết kế cái dàn cảo này nè anh em. Còn ghe mình chụp mình nó hơi nhỏ nhỏ hơn xíu sao á, là cái dàn cảo loại ở đằng kia nè đó, bên kia chiếc lớn nó không giống như dàn cảo ở phía bên này luôn anh em. Đó, đó bên kia mấy chiếc lớn lớn đó, mấy chiếc lớn lớn 25-26-27 mét là nó thiết kế cái dàn cảo giống như thế này hết. Đó, dàn kéo này nói chung là bình dơm vô cái dàn kéo này mình không hiểu gì hết trơn á, chỉ hiểu nó là quay dây vậy thôi. Đó, kéo dây vậy thôi, bởi vì cái này không phải là chuyên môn làm nghề lưới rút của mình. Đó, nghề mình chụp mình quay cho những anh em làm nghề mình chụp thì anh em vào xem chơi ha, vào xem chơi thấy kênh của mình hay thì nhớ đăng ký và chia sẻ nha anh em. Đó, anh em thấy cái tầng lầu của chiếc ghe, cái tầng cabin của ghe mình chụp nè, cái dàn mát mà đi ra phía bên ngoài á, cho anh em kéo dây á, cũng được đóng leo phong luôn. Dở sợ luôn, đóng leo phong rồi nhưng mà còn cách tân nữa nè anh em, làm thêm cái bông hoa ở bên đây một cái, bên kia cái bông hoa nữa. Họ làm rất là kỹ ha, họ làm họ trang bị chiếc ghe kỹ hơn mấy cái nhà mà sang sang ở nhà nữa. Đó, mấy cái đường hành lang này anh em thấy đường hành lang 1,5 mét hơn 1,5 mét, 1,5 mét 1,6 mét, dở sợ. Đó, một cái mình chụp này, chiếc này phải tầm gần 10 tỷ nha anh em, dở sợ lắm. Dở sợ mấy ghe mình chụp quá, chụp to lắm. Ủa, mình chụp quá hiện đại ấy. Nên em mình quay ở trong cái khu vực cabin của ghe mình chụp của cô cho anh em xem. Đó, ghe mình chụp của cô là dài tầm 25-26 mét ha, rộng tầm 8 mét. Đó, anh em thấy ghe mình chụp nè, mà họ trang bị cái dàn mà cái gọi là cái thiết kế nội thất ở bên trong của cái cabin đó anh em. Họ thiết kế rất là kỹ ha. Đó, toàn bộ mấy cái cửa này bằng pha hết. Coi anh em thấy cái cửa gian bếp nè, cửa gian bếp mà mở ra mấy cái hộp mở ra vậy nè, giống như là ở mấy cái nhà mà sang sang trọng ở nhà vậy á. Đó, còn tầng lầu cabin nè anh em, cái tầng leo phong của cabin nè, họ đóng cách điệu, cách tân, cách chỉ, rất là đẹp. Đó, không ở giữa còn làm thêm một cái miếng chân nhân ở giữa nữa, bốn cái bông nữa. Đó, coi dàn lầu nè anh em. Thấy mấy cái trụ cabin đó, trụ ở bên trong nó bản thân nó đã bằng gỗ rồi, nhưng mà ở đây họ ốp gỗ vô nữa, dở sợ quá. Hoành tráng, mấy chiếc ghe mình chụp này là giá trị lắm nha anh em. Ở trong cabin đó,
mà họ thiết kế cỡ tầm này thì anh biết, anh em biết thì quán gỗ họ đóng cho chiếc ghe là phải cỡ tầm nào, đóng rất là kỹ chi tiết. Nó mấy trụ nè anh em, ốp gỗ hết đấy. Đó, sử dụng lái trợ lực nè. Ở trên ghe mình chụp thì anh em biết thì máy móc điện tử thì nó không cần nhiều nha anh em, chỉ cần bộ đàm liên lạc với là định vị máy anh chạy là nhiêu vậy là cũng gọi là đủ rồi. Đó, ở gian điện này anh em thấy cái gian điện này họ làm rất là kỹ quạt, rất là thoáng ha, rất là dễ hiểu, nhìn rất là ngăn nắp anh em. Đó, ghe mình chụp nhưng mà tăng khô tăng đồ máy anh đỡ rất là gọn, vô trong ghe là thấy không có cảm giác mà gọi là điện đài hay là tăng khô này kia hết, bố trí rất là gọn. Đó, coi cái gớ này, cái gớ lái này, gớ lái là rồng ngậm ngập luôn. Đấy, thiết kế gớ lái rồng ngậm ngập. Đấy, này sử dụng động cơ Mitsubishi. Đấy, động cơ Mitsubishi của mình chụp của cô 64 tuổi ha. Đó, mấy cái trang thờ nè anh em. Đó, mấy trang thờ họ làm kỹ không? Song phượng nè, rất là kỹ ha. Ở ngoài cái gian bếp vẫn còn có một cái khu thắp nhang nữa nha anh em. Đó, họ làm rất là kỹ. Đó, gian bếp nè, gian bếp mà kỹ hơn mấy gian bếp ở nhà luôn. Rất là đẹp. Này, bố giò đánh qua cái cò dở vậy. Dạ. Ô là chú là ở bên ghe nào? Chú bên tàu ở Bình Định á. Tàu ở Bình Định hả? Dạ dạ. Chú qua Bình Định, chú lấy ớt cà gì chú nấu canh. Đồ vậy cũng giao lưu rồi cũng dữ dằn rồi chứ. Đây mình đang ngồi bên cạnh cô một lần nữa, cảm ơn cô nha. Nãy giờ đi lòng vòng quay video về cô rất là nhiều và chắc có lẽ là video này là cô cũng được nhiều người biết đến. Bởi vì con đi rất là nhiều ghe tàu ở trên mọi miền đất nước, nhưng mà nói mà phụ nữ vô giữ ghe là con chưa có thấy luôn á, mà đặc biệt là cô lớn tuổi rồi. Bây giờ con đi ghe khác, cảm ơn cô, chào cô nha. Dạ. Yeah.